bài tin mừng hàng ngày, bài suy niệm hàng ngày. Sống theo lời Chúa TV. Ngày 8 tháng 2, thứ năm tuần năm thường niên. Những con chó ở dưới gầm bàn cũng ăn những mụn bánh rơi của con cái. Bài trích phúc âm theo thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt Tyro và Sidon. Vào một nhà kia, người không muốn ai biết mình, nhưng người không thể ẩn náu được. Vì ngay lúc đó, một bà kia có đứa con gái bị thần ô uế ám. Bà nghe nói về người, liền đến phục lại người. Bà đó là người dân ngoại, dòng giống Syro-Phenisi, và bà xin người trừ quỷ ra khỏi con bà. Người nói, hãy để con cái ăn no trước đã, vì không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó. Nhưng bà trả lời và thưa người rằng, thưa thầy, đúng thế, nhưng các chó con cũng được ăn những mụn bánh rơi dưới bàn của con cái. Người liền nói với bà, vì lời bà nói đó, bà hãy về, quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi. Khi bà về đến nhà thì thấy cô gái nhỏ nằm trên giường và quỷ đã xuất rồi. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Tin tưởng cầu xin và tạ ơn Chúa. Những con chó ở dưới gầm bàn cũng ăn những mụn bánh rơi của con cái. Một phụ nữ dân ngoại, dòng giống Syro-Phenisi, đến phục lạy Chúa Giêsu và xin người trừ quỷ ra khỏi con bà. Người thử lòng tin của bà, người nói, không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó. Nghe rất lặng lời, nhưng xin hiểu rằng bấy giờ người Do Thái tự phụ mình là dân của Thiên Chúa, và họ xem dân ngoại như là chó con. Một sự phân biệt quá mức cần thiết, và có thể nói là lỗi đức bác ái cách nặng nề. Thế nhưng phụ nữ dân ngoại kia bất chấp chuyện sĩ diện, bà đã tỏ ra tin tưởng mãnh liệt vào người. Bà nói, nhưng thưa thầy, chó con cũng được ăn những mụn rơi dưới bàn của con cái. Người liền nói với bà, vì lời bà nói đó, bà hãy về, quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi. Những ngày cuối năm, ông Tư đi một vòng quanh xóm, nhìn thấy nhiều người nhà lương cúng tất niên. Bàn thờ bên trong nhà đầy những mâm thức ăn, hoa quả và khói hương nghi ngút. Bàn thiên trước sân cũng thế, có người đang ngước lên trời vái tứ phương, nhắm nghiền đôi mắt và thầm thì lời tạ ơn trời, lời cầu xin phúc lộc cho năm mới. Đó là cách thể hiện lòng tin của những người chưa nhận biết Thiên Chúa trong Chúa Giêsu. Chỉ biết có ông trời đáng quý mến, đáng tin, đáng cậy. Ông Tư bỗng nhớ đến thánh lễ sáng những ngày này, lưa thưa 15 người già dự lễ. Thánh lễ chiều có đông hơn một chút, nhưng cũng chỉ một ít thiếu nhi, một ít trung niên và người già. Trước, sau và bên hông nhà thờ, chỗ nào cũng có người trẻ, người trung niên đang nhậu nhẹt ca hát, loa karaoke ầm ĩ. Ước gì các gia đình đến với thánh lễ để tạ ơn Chúa và tha thiết cầu xin Chúa ban những ơn lành cho gia đình. Lạy Chúa, xin cho các gia đình tin tưởng tuyệt đối vào Chúa và thể hiện lòng tin ấy qua việc cầu xin và tạ ơn Chúa. Amen. Chào tháng 2, chào xuân Giáp Thìn. Sống theo lời Chúa TV kính chúc các gia đình một năm mới bình an trong niềm vui tín thác và cảm tạ Thiên Chúa qua việc lắng nghe và sống lời Chúa. Một năm mới vui mừng hạnh phúc vì còn được đoàn tụ sum vầy bên nhau trong mái ấm gia đình nồng nàn tình mến Chúa, chan hòa tình yêu giáo hội
thắm thiết tình yêu nhau và bao la tình yêu thương mọi người. Một năm mới chọn niềm vui hy vọng vào Thiên Chúa Quan Phòng, hy vọng sống đẹp lòng Chúa, vui lòng nhau, hy vọng canh tân để mỗi ngày nên công chính hơn, và hy vọng sum họp với những người thân trong nước Chúa. Hỡi những con chim xanh xanh ở trên cây cao kia, có biết lo chi cho đời mình mà sao chim vẫn hót thanh bình. Con chim xanh kia ai mua một đồng, con chim xanh kia ai bán một đồng, mà Chúa thương để chim ngàn phương bay cao. Hãy để Chúa yêu, hãy để Chúa lo. Kính chúc các gia đình một năm mới bình an, vui mừng, hạnh phúc, tràn đầy hy vọng nhờ sống trong tình Chúa yêu và luôn luôn yêu Chúa, yêu người. Kinh mến. Sao chim vẫn hót thanh bình, con chim xanh kia ai mua một đồng, con chim xanh kia ai bán một đồng, mà Chúa thương nên chim ngàn phương bay cao. Xin tri ân Chúa muôn muôn đời, tri ân Chúa thương con người, Chúa thương con người hơn cánh chim và gió. Xin an vui sống trong ân tình, tin yêu Chúa luôn giữ gìn, Chúa thương con người hơn cánh chim muôn nơi. Hỡi những bông hoa xinh xinh ở trên nương xanh kia, có biết lo chi cho đời mình mà sao hoa vẫn ngát hương tình. Hoa xinh kia dâng hương ngạt ngào, nhưng hoa mau phai mau ưa tàn màu, mà Chúa thương nên hoa ngàn phương dâng hương. Xin tri ân Chúa muôn muôn đời, tri ân Chúa thương con người, Chúa thương con người hơn cánh chim và gió. Xin an vui sống trong ân tình, Chúa luôn giữ gìn, Chúa thương con người hơn cánh chim muôn nơi. Ngài tình mến thương thiên thu đời ta không phai. Xin tri ân Chúa muôn muôn đời, tri ân Chúa thương con người, Chúa thương con người hơn cánh chim và gió. Xin an vui sống trong ân tình, tin yêu Chúa luôn giữ gìn, Chúa thương con người hơn cánh chim muôn nơi. Xin tri ân Chúa muôn muôn đời, tri ân Chúa thương con người, Chúa thương con người hơn cánh chim và gió. Xin an vui sống trong ân tình, tin yêu Chúa luôn giữ gìn, Chúa thương con người hơn cánh chim muôn nơi.